Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam bứt phá thần tốc. Chế tạo khí tài Made in Việt Nam đỉnh bậc nhất thế giới, buộc tiêm kích tàng hình phải lộ diện. Việt Nam đã sở hữu hai khí tài tiên tiến nhất thế giới, trong đó có một sản phẩm được NATO, tổ chức hùng mạnh nhất thế giới cũng phải đặt mua và tấm tắc hài lòng về khả năng vượt trội. Trong khi đó, phía Washington táo bạo thực hiện dự án tàu sân bay trên không. Làm cách nào để những chiếc tàu sân bay này cất cánh? Chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim viễn tưởng của Marvel, nhưng đây lại là một trong những dự án ấn tượng của Lầu Năm Góc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam bứt phá thần tốc, chế tạo khí tài đỉnh bậc nhất thế giới, tiêm kích tàng hình lộ diện. Tác chiến điện tử Việt Nam bước tiến bắt kịp thế giới. Đây là nhan đề bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân, trong đó nêu từ năm 2010, tác chiến điện tử được Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9 xác định là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tuy nhiên, hiện tại các sản phẩm thuộc ngành tác chiến điện tử đa số phải nhập khẩu từ nước ngoài với số lượng ít, khó khăn trong việc đảm bảo kỹ thuật và an toàn thông tin. Do đó, việc nghiên cứu, chế tạo trong nước đáp ứng được nhu cầu trang bị cho lực lượng tác chiến điện tử được đặt ra ngày càng cấp thiết trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu được thành lập từ năm 1982 là cơ quan đầu ngành tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác tác chiến điện tử trong toàn quân. Tại các quân binh chủng trong toàn quân đều có lực lượng tác chiến điện tử riêng. Cục Tác chiến điện tử là đơn vị được trang bị một số khí tài tác chiến điện tử hiện đại. Các đơn vị khác trong toàn quân như quân chủng Hải quân, quân chủng Phòng không Không quân đã trang bị một số tổ hợp tác chiến điện tử. Cũng như trên báo Quân đội Nhân dân trong bài viết, một số dòng sản phẩm tác chiến điện tử, hiện các đơn vị tác chiến điện tử Việt Nam đã được trang bị các hệ thống trinh sát tín hiệu radar, có nhiệm vụ trinh sát các nguồn phát xạ tín hiệu radar trong giải tần giám sát. Với một số sản phẩm nổi tiếng là hệ thống Vera NG của hãng ERA Cộng hòa Séc, hệ thống Kortuga của Ukraine. Trước đó, trong phóng sự làm chủ hệ thống radar Kortuga của truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho thấy Bộ đội Phòng không Không quân đã làm chủ, phát huy tốt các đặc tính kỹ chiến thuật vượt trội của loại khí tài hiện đại này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, có trụ sở đặt tại Thụy Điển, Việt Nam đã đặt mua 4 tổ hợp khí tài trinh sát điện tử thụ động Kortuga từ Ukraine vào năm 2009 và tiếp nhận đủ 4 đài trong giai đoạn 2012-2013. Theo giới thiệu của công ty Topaz Ukraine, Kortuga-M được ví là mắt thần thụ động chuyên bắn máy bay tàng hình, chuyên dùng để phát hiện các mục tiêu bay từ khoảng cách 800 km ở mọi độ cao bằng phương pháp giao hội các tín hiệu sóng điện từ để phát hiện, xác định vị trí, theo dõi, bám sát các loại phương tiện bay, kể cả loại tàng hình. Mỗi hệ thống Kortuga gồm một đài điều khiển và xử lý tín hiệu trung tâm và 3 đài kế bên có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng điện từ, có thể cùng lúc bám sát tín hiệu của 32 mục tiêu với đủ 3 tham số. Theo tính toán của nhà sản xuất, nếu hệ thống Kortuga-M có thể được đặt ở độ cao 100m và mục tiêu bay ở độ cao 10 km, thì nó sẽ thu được tín hiệu và xác định vị trí mục tiêu từ cự ly 450 km. Còn mục tiêu bay ở độ cao 20 km thì cự ly phát hiện đạt tới 620 km. Việc sở hữu Kortuga-M, một thành quả khoa học công nghệ thuộc loại tiên tiến bậc nhất thế giới, đã giúp Bộ đội Phòng không Không quân có trong tay loại khí tài khắc tinh của máy bay tàng hình, đảm bảo không để Tổ quốc bất ngờ vì những tình huống trên không. Chế tạo khí tài Made in Việt Nam cực đỉnh, buộc tiêm kích tàng hình lộ diện. Như đã nói ở trên, trong bài viết tác chiến điện tử Việt Nam bước tiến bắt kịp thế giới của báo Quân đội Nhân dân, một thông tin hết sức đáng chú ý là việc nghiên cứu làm chủ công nghệ. Từng bước chế tạo các khí tài tác chiến điện tử hiện đại đã được Bộ Quốc phòng quan tâm và Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam thực hiện suốt nhiều năm qua. Càng vui mừng hơn nữa khi được biết nhiều sản phẩm từ những công trình nghiên cứu khoa học đã ra đời, cụ thể hóa nỗ lực sáng tạo, trí thông minh tuyệt vời của các kỹ sư, nhà thiết kế trong ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Trong lĩnh vực tác chiến điện tử, tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 10 năm 2015, hệ thống radar thụ động thuộc dự án nghiên cứu thiết kế chế thử mẫu trạm radar thụ động định vị mục tiêu theo phương pháp TDOA của Viện Radar được chính thức giới thiệu. Tiếp đó, Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã đạt được một số kết quả nhất định, nghiên cứu chế tạo và ứng dụng thực tế công nghệ tương đương thế giới, như đưa vào trang bị hệ thống trinh sát vô tuyến điện tử VSI-3, tương đương hệ thống trinh sát Blackbird 350 của hãng TCI Mỹ, thử nghiệm thành công tại đơn vị hệ thống giám sát phổ giải rộng VSM-1S.
Đặc biệt, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã thử nghiệm thành công tại đơn vị hệ thống trinh sát điện tử thông minh VLINT-18, tương đương với hệ thống VERANG nổi tiếng của hãng ERA Cộng hòa Séc. Các chi tiết của hệ thống này chưa được công bố, nhưng như đã nói ở trên, VLINT-18 được đánh giá là tiệm cận và tương đương với hệ thống VERANG, một loại radar thụ động tiên tiến nhất trên thế giới. Được biết, VERANG được nhiều nước tin dùng, lựa chọn làm xương sống cho hệ thống cảnh báo sớm của mạng radar quốc gia. Đến ngay như Khối Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, tổ chức hùng mạnh nhất trên thế giới cũng phải đặt mua và tấm tắc hài lòng về khả năng phát hiện máy bay tàng hình của nó. Theo thông số được công ty ERA, thành viên thuộc tập đoàn Omnipool Cộng hòa Séc công bố, VERANG hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có cự ly trinh sát 400 km với sai số 20 m, bám sát cùng lúc 200 mục tiêu với thời gian cập nhật tham số 1 đến 5 giây. Với công nghệ và phương thức trinh sát tính toán tiên tiến, chúng có thể nhìn thấy máy bay tàng hình B-2 từ cự ly 250 km, giúp các đơn vị phòng không chủ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước ít nhất 10 phút. Được biết, hợp đồng với NATO bao gồm cung cấp hai hệ thống cơ động VERANG, bảo đảm vật chất kỹ thuật cho chúng và huấn luyện nhân viên vận hành. Hợp đồng giá trị là 434 triệu Corona Crest, 16 triệu euro. Kinh phí cho hợp đồng lấy từ chương trình đầu tư đảm bảo an ninh NSIP của NATO, công việc phải hoàn thành vào mùa hè năm 2018. Các hệ thống trinh sát thụ động này sẽ là một phần của hệ thống phòng không rộng lớn hơn và sẽ được triển khai tại căn cứ của NATO ở miền Bắc Italia. Như vậy, có thể Việt Nam thậm chí còn đặt mua các tổ hợp radar thụ động này trước cả NATO, và việc tổ chức quân sự hùng mạnh nhất thế giới mua VERANG càng minh chứng lựa chọn của chúng ta là hoàn toàn chính xác và hợp lý. Tới đây, một khi VLINT-18 hoàn thành toàn bộ giai đoạn thử nghiệm, được sản xuất hàng loạt và trang bị cho các đơn vị sử dụng, thì quân đội Việt Nam sẽ chính thức sở hữu hai loại radar thụ động tiên tiến nhất trên thế giới, bao gồm Kochuga-M của Ukraine và VERANG của Cộng hòa Séc, và một loại Made in Việt Nam có tính năng tương đương. Tin tưởng rằng cùng với chiến lược đúng đắn trong trang bị các phương tiện tác chiến điện tử hiện đại, đầu tư đúng mức cho nghiên cứu phát triển các thiết bị của Việt Nam, ngành tác chiến điện tử Việt Nam sẽ bắt kịp trình độ công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Tàu sân bay trên không, dự án táo bạo của Lầu Năm Góc. Theo nguồn tin, cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu một cấu trúc cho phép phóng và tiếp nhận các thiết bị bay trên không trung. Kremlin, khắc tinh của tên lửa, tàu chiến, máy bay chiến đấu ngày càng trở thành những mục tiêu dễ bị tấn công. Trong nỗi lo này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử nghiệm ý tưởng trở về với tương lai. Đây là dự án từng được đề cập tới năm 1917. Theo đó, biến đổi một chiếc máy bay thích hợp thành một tàu sân bay trên không có khả năng phóng và tiếp nhận thiết bị không người lái khi đang bay. Điều này sẽ cho phép các tàu sân bay trên biển tránh xa nguy cơ bị tấn công. Dự án mà Bộ Quốc phòng Mỹ đang thử nghiệm có tên gọi là Gremlins. Đây cũng là tên của những drone tàng hình. Theo đó, mỗi chiếc Gremlin Air Vehicles X-61A nặng 680 kg và có sẻ cánh dài gần 3,5 mét. Khi được vận hành, Gremlin có thể bay xa đến 500 km. Và theo như mô tả của ông Scott Wyre-Banowski, giám đốc dự án, chúng có thể nhập cuộc và tạo ra một sự tàn phá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc Gremlin sẽ quay về tàu sân bay trên không. Theo ước tính của các nhà thiết kế, mỗi chiếc Gremlin trị giá 800.000 USD và Bộ Quốc phòng Mỹ dự định đặt mua đến 1.000 chiếc. Do giá của mỗi chiếc drone này là khá lớn nên chúng phải thực hiện được tối đa 20 nhiệm vụ và phải có một giá trị trao đổi lớn. Theo giải thích của Lầu Năm Góc, những drone này có thể thực hiện nhiều chức năng phức tạp như đánh chặn thông tin liên lạc, gây nhiễu tín hiệu và tìm kiếm phá hủy. Chúng có thể được trang bị các tên lửa nhỏ hay chất nổ cho những hoạt động tấn công tự sát. Đặc biệt, những chiếc drone này có thể cùng lúc chia sẻ thông tin, phối hợp tác chiến, truyền tải các thông tin do thám và nhắm mục tiêu vào các loại tàu chiến hay máy bay nào có khả năng bắn tên lửa. Tuy nhiên, theo các nhà chế tạo, việc thu hút hỏa lực của đối phương có lẽ mới là mục tiêu chính. Các tính toán cho thấy, việc chấp nhận hy sinh một hay hai chiếc Gremlin để phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không của đối phương là cuộc trao đổi hời. C-130 sẽ là tàu sân bay trên không đầu tiên. Về phần tàu sân bay trên không, các nhà thiết kế sẽ tiến hành cải tạo chiếc máy bay vận tải hạng trung Lockheed C-130 Hercules, có thể chở đến 4 chiếc drone trong những chiếc giá treo bom gắn ngay dưới phần cánh. Số lượng drone có thể được tăng cường bằng cách thả chúng từ máy bay chiến đấu nên việc triển khai tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, theo nguồn tin, hãng công nghệ phụ trách dự án, phần khó nhất chính là làm thế nào để thu hồi chiếc Gremlin sau khi được phóng ra. Hiện tại các drone Gremlin vẫn chưa thể bám chặt vào các giá treo trên máy bay C-130.
Lầu Năm Góc hy vọng có thể giải quyết được vấn đề trên vào mùa hè tới, thời điểm bắt đầu của các cuộc thử nghiệm tác chiến hệ thống Gremlin của không quân. Ngoài dự án Gremlins, còn có một số dự án tương tự với quy mô nhỏ hơn. Trong số này có dự án của hãng General Atomics, chuyên sản xuất loại máy bay không người lái Predator. Những drone này bắt đầu có dấu hiệu già cỗi. Do đó, hãng GA muốn trổi một luồng sinh khí mới bằng cách chế tạo ra phiên bản mới, một tàu sân bay trên không dành cho các loại drone nhỏ hơn, có tên gọi là Sparrow House. Sparrow House được trang bị các thiết bị tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như các thiết bị gây nhiễu điện tử và có khả năng mang chất nổ. Và cuối cùng, nếu như quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!